Tức là vừa rồi chúng ta mới học xong là cái phần 1 của chương trình thôi, một là cái bài đầu học đầu tiên rất là đơn giản. Tức là cái bài học đầu tiên là giới thiệu khái niệm thuật toán. Chúng ta học sâu hơn khái niệm thuật toán, học cái cách để mà tính cái độ phức tạp thuật toán. Để đánh giá thuật toán. Độ phức tạp thuật toán chúng ta có hai cách tính, theo thời gian và tính theo không gian, tính theo bộ nhớ. Nhưng phần lớn chúng ta là tính theo thời gian. Đó, thì hôm trước chúng ta đã học cái đó nhé, và chúng ta đã mô phỏng trên một cái cụ thể là thuật toán sắp xếp mà chèn. Hôm nay chúng ta bắt đầu học sang cái phần mới hơn là bắt đầu học về thuật toán cụ thể. Hôm nay là một như thế nhé. Thì cái bài số 2 hay là chương 2 nó là các thuật toán tự nhiên. Tức là gì, là cái chương này là tôi muốn nhắc đến là các cái thuật toán mà ai cũng có thể nghĩ được, nó không cần đòi hỏi kiến thức nào cả, không cần đòi hỏi kỹ thuật nào cả. Là cái thuật toán là người ta gọi là toán châu bò, trong giới tin học người ta gọi cái này là, chúng ta gọi chung là các cái thuật toán châu bò, nôm na là như vậy. Từ Anh các bạn có thể lên mạng các bạn tra cứu thì nó ra nó là cái từ này, nó là cái từ là thuật toán brute force nhé, là thuật toán tự nhiên châu bò. Tức là gì, là thuật toán mà nó rất đơn giản, đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, ai cũng thể làm được, không đòi hỏi một kỹ năng gì cả. Thì thuật toán này là nó như thế này, đối với như khi chúng ta làm gặp một cái bài toán mới, bài toán khó hoặc là học sinh đi thi, thì đầu tiên hãy nghĩ đến toán châu bò đã. Để làm thi dùng toán châu bò thì nó sẽ qua được những cái test nhỏ. Còn khi các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, muốn được điểm cao hơn, các bạn phải có những kiến thức của mình để làm ra cái toán năm tốt hơn. Nhưng mà bắt đầu tiên là cứ tự nhiên đã. Đó, nó gọi là thuật toán tự nhiên. Rồi, chúng ta bắt đầu ngay. Bây giờ cái phần bài này sẽ chia làm một vài buổi mới xong được. Thì phần đầu tiên chúng ta nói là chúng ta nói một cái thuật toán tìm kiếm hay là bài toán tìm kiếm, đúng không? Thì cái bài toán tìm kiếm là bài toán rất là nổi tiếng và là bài toán cơ bản nhất trong tin học, các bạn biết rồi. Tức là trong tin học của chúng ta thì mọi thứ đều là phải tìm kiếm hết. Thứ đều là chúng ta đều phải tìm kiếm hết. Thì bài toán này như sau, chúng ta có một tập hợp các cái đối tượng của chúng ta. Tập này tôi kêu là U chẳng hạn, làm các cái phân tử nào đó, và đây là cái đối tượng mà chúng ta đang quan tâm, mà chúng ta sẽ phải tìm kiếm. Tìm kiếm trên cái tập hợp này thì tìm kiếm thì nó có nhiều, tìm kiếm cái đối tượng nào đó mà chúng ta đang quan tâm đối tượng nhé. Thì bài toán tìm kiếm nó còn có những dạng như thế này, chúng ta biết rồi, nó là dạng như này. Ví dụ như là cái bài toán là tìm kiếm một cái đối tượng K thỏa mãn một lợi nào đó, thỏa mãn một tính chất nào đó. Ví dụ như chúng ta tìm kiếm trên một dãy số, tìm kiếm một số giá trị nào đó, tìm kiếm một số lớn giá trị nào đó, hay là tìm kiếm trong một cái ma trận, tìm kiếm trong một cái đối tượng nào đó, một khu vực nào đó bất kỳ, tìm kiếm trong các dãy số, trên đồ thị, tìm kiếm trên cây, vân vân. Đó. Thì đó là cái loại bài toán một. Nhưng loại bài toán hai là tìm kiếm cái đối tượng K mà không thỏa mãn, ngược lại trước kia là không thỏa mãn những cái đó, không thỏa mãn các tính chất nào đó. Thì đó là một dạng bài toán tìm kiếm. Hàng ngày chúng ta lên mạng, chúng ta search ở trên Google chẳng hạn, thì nó chính là bài tìm kiếm này. Hay là chúng ta bài toán khác là tìm kiếm một loại bài toán hay có là tìm kiếm tất cả các cái đối tượng. Các đối tượng thỏa mãn với tính chất nào đó. Đây là những bài toán mà rất hay
hay có, hay là một loại nữa là cái loại bài toán là tìm kiếm tối ưu, tức là trong các cái chất các đối tượng nào đó chúng ta sẽ tìm kiếm một cái tìm kiếm cái đối tượng thỏa mãn, tìm kiếm cái đối tượng. Không biết được gì. Tìm kiếm một đối tượng là thỏa mãn tính tối ưu nào đó, là thỏa mãn một cái tính chất là lớn nhất hay là nhỏ nhất vân vân, hay là như nào đó, nặng nhất hay là nhẹ nhất, tối ưu. Đây là những bài toán mà rất hay gặp trên trên thực tế. Thì như vậy cái việc đối tượng tìm kiếm này nó sẽ phụ thuộc vào cái vào chính cái miền dữ liệu u này nhé. U này thì nó có thể là Em ơi, em có ý kiến. người ta gọi Tìm kiếm đối tượng thỏa mãn gì tối ưu thỏa mãn tính chất tối ưu nào đó, thỏa mãn tính chất tối ưu nào đó là thấy đấy ngay, là nó sẽ ngay thấy ngay đúng không? Thì cái miền u này, cái miền đối tượng mà chúng ta cần tìm ấy, có thể là nó rất là khác nhau, và cái này nó gọi là cái này lên tôi gọi là cái miền dữ liệu, gọi là dữ liệu. Thì cái việc tìm kiếm đó nó phụ thuộc vào cái cấu trúc dữ liệu của cái u này nhé. Ví dụ như u của tôi nó là một dãy số thì nó sẽ rất là dễ. U nó là một cái dãy, vì các hiện tượng các đối tượng của u nhé, nó là một cái dãy hay là mảng ấy thì nó là dễ, thì ta sẽ tìm. Hay là nó là có thể là một cái cấu trúc tính tính, ví dụ như là hàng đợi, các bạn biết rồi đúng không, là ai chưa chết tôi sau nhé, hàng đợi hay là ngăn xếp chẳng hạn, tiếng Anh của nó là queue, ngăn xếp và stack, là một cái dạng dữ liệu tuyến tính đơn giản hơn là mảng. Hay là cái dạng khác mà chúng ta vẫn biết là ví như đồ thị chẳng hạn, cũng là một cái kiểu dữ liệu. Hay là một cái ma trận chẳng hạn, ma trận. Hay là các bạn nghe thấy là cái kiểu dữ liệu rất hay dùng, là dữ liệu đống, nó là heap, tiếng Anh tiếng Việt là đống, dữ liệu đống nhé. Hay làm dựng khác nữa, chúng ta thấy là dữ liệu là cây, cây là tree. Thế như vậy là các bạn thấy đấy, như vậy là mỗi một cái em mỗi một cái dạng dữ liệu khác nhau thì cách tìm kiếm là khác nhau, chúng ta chú ý. Tôi sẽ nói các bạn cái cách tìm kiếm trên dãy này, mảng này, trên đồ thị này, và trên cây. Còn cái hit này thì nó hơi hơi quá sức chúng ta, nhưng tôi không không đủ sức để nói. Mặt trận này cũng chỉ là dãy mảng thôi, mảng hai chiều thôi. Thì, trong chương trình tin học phổ thông ấy, lớp 11, 12 thì có học về dãy mảng, học về hàng đợi ngăn xếp, học về đồ thị, học về ma trận, học về cây. Hit này thì không, thì tôi thấy không nên có trong chương trình. Như vậy là tất cả cái này là có hết ở trong chương trình lớp 11 đấy. Nên các bạn đây là học học đây là học trước đi đấy, học trước đi nhé. Rồi thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút nữa nhé. Thực ra ngoài ra còn có một loại dữ liệu khác nữa mà ở trong chương trình chúng ta không có, nhưng mà ở trong Python thì lại có, ví dụ như là từ điển. Trong Python nó có cái dữ liệu của dữ liệu từ điển, hay có thêm dữ liệu khác Dictionary. cũng là một dạng dữ liệu. Những cái này là không nằm trong chương trình thôi, nhưng mà tôi sẽ tôi sẽ nói luôn. Như vậy là cái bài toán tìm kiếm là bài toán tự nhiên đầu tiên cần phải biết, thì nó nằm trong lớp bài toán là lớp thuật toán là tự nhiên, hay là gọi thuật toán châu bò, rất là đơn giản, ai cũng thể phải học biết đầu tiên. Tôi thấy chúng ta bây giờ đi vào cụ thể nhé, đây là tôi nói bắt đầu thôi, bây giờ chúng ta đi vào cụ thể này. Tôi sang kia tôi chúng ta sang cái toán đầu tiên học đơn giản thôi, là chúng ta học cái toán là tìm kiếm tuần tự. Cái này các bạn đã biết rồi, nhưng mà tôi nói lại lần nữa nhé, thì chúng ta học tuần tự tức là gì, là chúng ta tìm kiếm trên một cái dãy hay là cái mảng trong
À, một cái mảng bạn đã tắt đấy đi tắt mẹ không lấy được không? Đưa cho mẹ từ từ. Như này là con đứa này á là cái công con mang lên là không được ơn mà lại còn bị bới. Làm sao con đưa. Bạn nào nói vậy, bạn nào tắt đi chưa? Tắt âm thanh đi nhá. Rồi, con tự này. Con tự rất đơn giản thôi là kiểu dãy, kiểu mà dãy có trong mọi cái công cụ lập trình ở trong Python nó là list, ở trong Pascal thì nó là array, còn ở trong trong C thì nó làm cái mảng nhé. Khi mà ốc thầy viết tội của nhà bài toán nhé, là như sau, là cho cái dãy A1, A2, AN mà cho vào cái hằng số C. Bài toán là sao? Bài toán là cần tìm cái chỉ số y sao cho là ai bằng c nhé. Thì bài toán làm như sau, là nếu tìm thấy thì trả về là y, còn nếu không thấy thì trả về là -1. Đấy, đó là cái bài toán đầu tiên chúng ta làm, rất đơn giản nhé. Chúng ta sẽ làm dần, khó dần lên đấy nhé. Bài đầu tiên. Thế bài này các bạn rồi, rất là dễ vì chúng ta làm việc với nghiêm đối tượng dữ liệu là dãy tần tự. Chúng ta có thể truy nhập vào từng phần tử một. Truy nhập vào từng phần tử một của dãy với cái thời gian là 0 là với thời gian là 0,1. Cái bản chất của cái dãy ở trong một công trình ý, là chúng ta có thể truy nhập vào bất cứ phần tử AI nào với thời gian là 0,1, không có thời gian gì cả. Nó khác với cái dãy là tương tự khác là linked list chẳng hạn, hay là dãy linked ý, thì chúng ta không thể truy nhập vào từng phần tử một với cái dạng với cái theo 0,1. Riêng cái kiểu dãy là dữ liệu là dãy này này, chúng ta đang quan tâm những dãy nhé, danh sách này này, thì thời gian truy nhập vào phần tử nó là 0,1, nó là một hằng số. Rồi, cái chúng ta làm như sau nhé. Đây tôi đoán này. Phần này là nó là tìm kiếm nhé. Gọi là search. Toán là tìm kiếm tuần tự. Rất đơn giản như sau này. Chúng ta có cần lập vòng lặp for i bằng 1 to n. Nha, sau đó chúng ta kiểm tra if AI mà bằng C là được vào, thì ta lập tức ta trả về, ta dừng ngay và ta dùng return trả về ngay là y. Còn nếu mà không thấy thì ta ở đây ra ngoài này ta trả về đây là return -1. Đây chỉ là cái thuật toán rất đơn giản, là nó toán tìm kiếm tuần tự. Cho trước cái dãy A1, A2, AN làm dãy số cho trước nhé, và một hằng số C, và cần tìm kiếm xem là trong mỗi dãy A có phần tử nào bằng C hay không, nếu có thì trả về cái chỉ số của dãy đó. Ở đây tôi quy định là trong cái việc mô tả bằng pseudo code tôi quy định các dãy số chúng ta là dãy số từ 1 trở đi nhé. Còn ở trong chương trình cụ thể nó khác đấy. Ở trong Pascal thì dãy số từ 1, tức là ở trong Python và C thì dãy số từ 0. Chúng ta phải chú ý nó hơi khác đi một chút. Đấy, thì là đây là cái thuật toán chính nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra xem cái độ phức tạp thời gian của thuật toán này là như thế nào. Chúng ta hãy tính nhé. Tính TN rất đơn giản thôi nhé. Rồi bây giờ trường hợp mà tốt nhất gọi là best case, là trường hợp tốt nhất, tức là tôi là khi mà C nó ở ngay đầu dãy tìm là thấy ngay, A1 là có ngay, thì chúng ta có thời gian là 0,1, đúng không nào? Trường hợp trung bình, trường hợp là xấu nhất trước nhé, xấu nhất
xấu nhất tiếng Anh là worst case. Tức là gì? Xấu nhất khi mà chúng ta tìm đến tận cuối dãy nó mới có. Thì như vậy chúng ta mất đúng n cái phép so sánh này. Thì giờ chúng ta tính ra có tính ra n thì nó vậy nó chỉ là o n, đúng không? Còn trường hợp trung bình, trung bình thì tôi lấy trung bình thôi, là cứ cho cái dãy số chúng ta là ngẫu nhiên thì đại khái trung bình nó sẽ là nằm ở giữa, như vậy nó khoảng là n trên 2, các bạn đưa n trên 2 thì vẫn là on. Như vậy là tổng thể cái thuật toán này nó sẽ là on. Chúng ta luôn lấy cái đáp án là cái xấu nhất đây. Đấy. Được chưa? Thì như vậy là cái, nhưng mà quan thế rồi là trong cái phức tạp thuật toán ấy, khi mô tả thì n là thời gian tính tính là thời gian tốt nhất rồi đấy, tốt nhất rồi, rất tốt rồi. Tuy nhiên chúng ta thấy là chúng ta sẽ là sẽ làm có thể tốt hơn nữa nhé. Như vậy là độ phức tạp là thời gian của cái thuật toán tìm kiếm tuần tự là được chưa? Xin mời thầy là thầy giảng lại cái phần về trường hợp xấu nhất tốt nhất đi ạ. Trường hợp xấu nhất là tìm tận cuối cùng mình thấy, hoặc là không thấy thì nó cũng là qua hết cái bước xong nó trả về đây thì vẫn là on, hoặc là vẫn là n, hoặc là tìm đến cuối mới có mới thấy thì vẫn là n, được chưa nào? Nó là xấu nhất là gì? Là tìm không thấy, tức là chạy qua tất cả các lệnh ở đây y từ 1 đến n và kiểm tra cái này nữa và chỗ này nó không có, cho nên là nó trả về trừ 1. Ở cuối cùng chạy qua cái vòng lọc đủ n lần như vậy nó vẫn là n, hoặc là chạy đến cuối cùng đến c bằng an thì trả về là n, thì chạy qua cũng phải qua từng này bước n bước thì vậy số nhất của nó chính là n lần n cái phép tính. Còn trung bình là tính trung bình là gì? Là tính bình quân thôi, thì cảm tưởng nó là nửa chừng thì nó dừng lại, nó chạy được một nửa vòng lọc thì dừng lại thì n chia 2, được chưa? Thì thế là o cũng vẫn là on, tổng cả ba này lại là on đó. Còn bài này chúng ta không cần thêm một bên nhấn nào thêm cả, chỉ là cái sn thì khi tính độ phức tạp không gian ấy thì nó sẽ trừ đi cái bộ dữ liệu ban đầu, cái bộ dữ liệu ban đầu này ta phải có một cái bộ nhớ lưu cái này, được không? Lưu cái này này thì cái này người ta không tính input đồ vàng, người ta không tính, người ta tính phần thêm thôi. Cho nên cái này nó sẽ bằng chia và này nó sẽ bằng 0. Đó. Như vậy với cái bài thuật toán này thì là tìm kiếm tuần tự thì tn là bằng on và sn bằng o1, được chưa? O1 tức là hằng số, O1 thì nó rất là đơn giản. Như vậy các bạn, đây là cái thuật đầu tiên nhé, rất đơn giản. Điều chúng ta sang cái phần thứ hai, tôi gọi là 23, tôi làm luôn 23 là bây giờ trường hợp của chúng ta, cái dãy số của chúng ta nó không phải là dãy bình thường nữa mà nó được sắp xếp tăng dần, thì khi đó chúng ta sẽ có thuật toán mạnh hay hơn, người ta gọi là thuật toán là tìm kiếm nhị phân. Cái này nó luôn là cho chúng ta vì nó tìm kiếm nhị phân nó cũng rất là đơn giản, cũng rất là tự nhiên, chứ người ta coi cái này là người ta coi cái này là tự nhiên. Tức là khi nào? Tức là giả sử khi mà dãy của chúng ta là A1 nhỏ hơn bằng A2, nhỏ hơn bằng A3, nhỏ hơn bằng AN. Dãy chúng ta đã tăng dần rồi. Thì cho ta hiểu là không phải dãy chúng ta không phải dãy bình thường nữa, mà dãy đã tăng dần rồi. Và đã được tăng rồi. Và chúng ta sẽ tìm. Được chưa? Thì với dãy đã tăng rồi thì chúng ta có một toán hay hơn hẳn, nhanh hơn hẳn so với thuật toán lúc nãy. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Cảm biết rồi là chúng ta làm như sau. Đây thì tôi lấy chúng ta tự nhiên là 1 này, 2 này, 3 này, 5 này, 7, đúng không? Để tôi tìm 5, C bằng 5. Thì làm như sau, tôi sẽ chia đôi cái này ra, đúng không? Tôi sẽ chia đôi cái thằng này ra. Chia đôi ra thì 5 ở bên này. Ở bên này. Cho nên tôi xóa cái này đi và bước sau tôi tìm là 3, 5, 7. Xong tôi chia đôi nữa. 5 ở bên này. Cho nên tôi sẽ lần sau nữa tôi sẽ giảm đi còn lại 5, 7 thôi. Bước sau tôi tìm lại là 5, 7 thôi. 5, 7 thôi.
và tôi chia một lần nữa thì ra tìm một năm. Thế như vậy là đáng lẽ phải làm 7 lần thì mình chỉ làm là 1 lần, 2 lần, 3 lần là sao. Thế như vậy là cái làm cho chúng ta chia đôi ra, chia đôi cái bài toán chúng ta làm 2, thì cái toán này người ta gọi là nhị phân, tức là phân chia làm 2, nhị là 2, phân là chia, phân chia làm 2. Cái này là một toán rất là nổi tiếng và rất là hay, và thế nó nằm trong một cái phương pháp rất quan trọng mà chúng ta sẽ học sau. Còn bây giờ chúng ta đưa ngay vào đây để các bạn thấy rằng là như vậy không phải là thời gian tuyến tính là lại nhanh nhất, còn có một cái thời gian nữa còn nhanh hơn cả tuyến tính cơ, là chính là cái này. Mà chúng ta tìm hiểu nhé, để chúng ta cùng nhau thiết lập cái toán này theo cách rất là cẩn thận như sau nhé. Cái toán này nó gọi là binary search, cái toán tìm kiếm nhị phân. Đây là toán rất là nổi tiếng, rất đơn giản, tìm kiếm nhị phân. Toán này là được học ngay từ lớp 6 đấy nhá. Nếu ai mà dạy lớp 6 năm nay này là có rồi đấy, dù ở mức độ rất đơn giản thôi nhá. Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu này. Thì cái làm của ta là như sau nhé, là như sau. Đây. Cứ dạy ban đầu đấy nhá, ban đầu đấy này. Chúng ta sẽ gọi cái phần tử bên trái là left, là trái, phần tử bên phải thì kiểu là right. Kiểu như sau này, tôi sẽ tìm cái phần tử ở giữa, tôi gọi là mid. Mid. Tôi kiểm tra xem là cái a mid này, cái phần tử a mid này có bằng c hay không. Được chưa? Nếu bằng c thì là xong, dừng lại và đưa ra kết quả là mid. Còn nếu không bằng c, nếu mà a mid mà nhỏ hơn c thì như vậy sẽ là cái vùng tìm kiếm sẽ nằm ở bên phải, cái bên mid. Thì là sao? Chúng ta sẽ đặt như sau. Chúng ta sẽ đặt tiếp tục là left bằng mid cộng 1, mà chúng ta tìm ở bên phải, và cái vòng lặp này là vòng lặp liên tục, không nhé. Yeah. Còn bây giờ nếu mà a mid mà lớn hơn c thì suy ra là cái c nó nằm ở bên trái của cái dãy kia, mà chúng ta đặt lại là right bằng mid chỉ 1. Cái vòng này là vòng lặp, cho một vòng lặp y nào đó. Y cái gì? Y khi mà left nhỏ hơn right thì chúng ta còn làm. Đó là cái tư tưởng của thuật toán tìm kiếm nhị phân. Bây giờ chúng ta sẽ viết lại rất là cẩn thận lại nhé. Chúng ta hãy dùng lại này như này. Đây, để tôi viết lại chính xác thuật toán nhị phân này. Chính xác thì chúng ta ghi lại nhé. Binary search. Được chưa? Input của chúng ta là cái dãy A1 nhỏ hơn là bằng A2, nhỏ hơn là bằng AN này, và cái thằng số C. Đó. Bây giờ chúng ta cần phải output ra là y sẽ lớn hơn bằng 1 nếu a y bằng c, và trả lại là y bằng trừ 1 nếu không thấy. Đó là cái yêu cầu của bài toán nhé. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau thực tập cái toán này nhé. Cũng đơn giản thôi, nhưng mà các bạn nhớ làm một lần thôi và nhớ mãi nhé. Thì như sau này, chúng ta làm như sau này, chúng ta sẽ đặt cái biến nhớ là left. Ban đầu tôi đặt là 1, right tôi đặt bằng n, và sau đó tôi làm như sau. Mid tôi đặt bằng gì? Tôi đặt bằng là cái phần tử
ở giữa, cái phần tử ở giữa đúng không? Này không, tôi làm này như bìa không, tôi làm này, tôi là đồng chí, tôi đưa vào lập như sau nhé. Vòng lập như này, y left mà nhỏ hơn hoặc bằng right, chúng ta còn làm tiếp nhé. Tính như sau này, tôi đặt cái là cái phần tử mid. Đó đồng tí, nó bị đẩy cái này ra. Đấy. Qua nhé, tôi phải thích thuật vào. Sao nhỉ? Rồi. Nó biết không ra nhỉ? Là đồng tí nhá, nó bị lỗi cái gì đó. Đây nhé, mít này. Bị tâm lý nó bị lỗi gì đó ở dưới bút này. Đây rồi, chọn ra rồi. Hay là y bằng âm 1 hay là 1 nếu mà nếu không thấy à? Gì cơ? Ở cái phần output đây. Thế là y lớn 1, y lớn bằng 1 nếu y bằng c. Và y bằng trừ 1, cái này bằng trừ 1 nhé. Nhưng mà còn hay là ta đang bị lỗi cái bút này sao không biết là được. Lỗi gì đó, đợi tôi một chút, sao nó ra cái lỗi này. Sao nhỉ? Để tôi đi nhé. Rồi sao lỗi cái gì đó. Ừ, có vấn đề nhé. Để đi. Sao biết không ra nhỉ? Để tôi đi. Nó cứ bị trôi hình nhỉ. Để thêm đi, ok. Các bạn để tôi đi nhá, không sao tôi biết đông ra các bạn ạ. Mình lỗi cái bút của tôi nhỉ. Tôi đóng lại thôi, là tôi lần lại nhé. Tôi đóng lại một tí. Cho nên có lỗi, mình đóng lại này. Không hề lỗi đúng không? Mít. Lỗi cái máy tính, cái máy tính nhà bảng tôi. Ở chỗ này các bạn ghi cái mít đi. Các bạn thoát ra đã. Cũng đây thoát ra. Slow on no internet là cái gì nhỉ? Máy tôi vẫn bình mạng yếu hoặc là không có mạng á thôi. Không có mạng thì không biết được. Thấy mấy của thầy báo vậy mà. Ừ, mình báo nhưng mà nó không mình báo như vậy thôi nhưng mà vẫn mạng bình thường mà. Tôi vẫn nhìn thấy mạng bình thường mà. Thầy lưu rồi, thầy mở lại thử. Thế đâu đóng không được đấy, đóng lại không được đấy.
Tức là khi bấm nút nó bình thường là dây bút nó ra ra mực, bây giờ dây bút nó cứ chạy hình theo đấy. Khi tôi đi chạy theo này. Đấy này, đây lỗi, đấy lỗi chỗ này này. Bình thường là viết ra mực nhé, viết này đẩy ra này. Đấy nó ra mực cái này, nó không ra mực nó nghĩ này. Ôi trời ơi, mày công nghệ. Khóa này, thử xóa được không? Xóa cũng hẳn. Trời ơi. Chết chết. Ông lại cũng không ăn. Bạn là tôi một tí tẹo này nhé. Bình tĩnh sẽ làm được cái này. Bình thường một cái bút này là dùng con chuột này là nó phải ăn ngay. Bây giờ nó lại bị này. Kinh kinh. Select. Cái này đúng rồi này. Tôi thử xóa nhé, xem có ăn không? Xóa này. Xóa cũng không ăn. Thầy thử tắt hẳn cái bot đây không? Thầy vượt lại sẽ được không ạ? Thầy mà mình đóng lại nhé. Đóng hẳn lại. Thầy đặt mở lại và đóng lại. Không nhiều thêm bật trở lại này. Cái này lỗi cái ấy là lỗi cái thằng white box. Làm nào bây giờ nhỉ? Không làm gì được hết đấy. Nên mạng cũng chạy được bình thường cái này. Thử vào mạng, tôi vào Facebook xem ấy. Nó có lỗi. Vẫn chạy bình thường. Đúng chạy bình thường. Các bạn có nhìn rõ chưa? Mọi người nhìn rõ không? Đó. Vẫn nhìn rõ thế ạ. Ừ, lạ nhỉ. Đó. Đây là cái lỗi này mà là ôi vai rồi quên tắt mic rồi. Đây rồi. Chắc đừng bị lốc ao ra hay nào đó. Nó kịp ghi vào hay là mất hết dữ liệu rồi thì không biết. À vẫn còn đây này. May quá vẫn còn đúng không? Ồ. Đây nhé, rồi bây giờ nào mày quá còn đây nhé. Rồi bây giờ tôi viết lại cho này, mỗi lỗi là đang dở ở đây đúng không? Mọi người có nhìn rõ không nhỉ? Đây là chương 1 này. Có ạ. Ô, nhìn thấy rồi, mày quá. Để xóa cái này đi. Rồi, mình làm lại nhé. Cứ để cho cái bút nhỏ lên một tí. Hai, rồi nhé. À, nhưng mà là rep nè, lép nè, y này. Rồi. Thế bây giờ đây là như này, y. Công lập của chúng ta là y, left. Nó bằng y. Thì ta làm có khi nằm đó. Lép lớn hơn y thì nó dừng lại. Nhé. Thì làm như sau là chúng ta lập cái mid. Mid là bằng là
là cái phần tử ở giữa left cộng với y chia 2. Mà ta phần tử ở giữa nhưng mà chúng ta lấy tròn làm tròn xuống, nhé. Thì ở trong Python thì nó chính là cái phép chia 2 thì làm tròn xuống. Còn ở trong Pascal và trong C chúng ta phải dùng cái hàm floor để làm tròn xuống. Thì ở đây tôi sẽ dùng cái ký hiệu của trong phòng máy tính người ta hay dùng ấy, là cái hàm mà tròn xuống người ta ghi như thế này, các bạn người ta ghi như thế này. Đấy. À, chúng ta nhớ lại là với cái trong phòng máy tính thì người ta hay, với x là một số bất kỳ thì nó có hai con số, hai cái hàm. Đây là làm tròn xuống thì nó ghi như thế này. Làm tròn lên thì ghi như thế này. Bạn chú ý nhé. Đấy, tôi dùng cái hiệu này trong tất cả các mềm các dịch của tôi sẽ dùng lại cái này nhé. X gì này. Đấy. Thì cái này này là làm cái này là hàm floor này. Là chính là floor này. Còn cái này này là hàm ceiling. Ceiling là hàm làm tròn lên nhé, ceiling. Đấy. Nhưng ở trong trong khi mô tả người ta dùng cái hiệu này, đây chính là cái left cộng right chia 2 làm tròn xuống. Được chưa? Rồi, bây giờ làm tiếp tục nhé. Đây, bây giờ là if này, mô tả thuật toán này, if này. A mid này. Bằng C. Thì chúng ta return. Return mid. Return chính cái chỉ số mid. Được chưa? Đó. Bây giờ tiếp tục này là else. Cho phép lồng nhau nhiều lần else if. Lệnh này là lệnh else if nếu mà a mid mà nhỏ hơn c thì chúng ta sẽ đặt left. Chúng ta sẽ chuyển sang bên tìm ở bên phải. Left sẽ bằng là mid cộng 1. Bỏ bên trái đi, chuyển sang bên phải. Còn ngược lại. Là đây là nếu a mid mà lớn hơn c thì chúng ta đặt tàu right bằng là mid trừ 1, được chưa? Đó. Và khi vào lòng right mà đến cái cuối cùng mà không được thì chúng ta sẽ ở đây này, chúng ta ngang cái ngoài đây nhé, chúng ta để chúng ta đặt là return trừ 1. Đó, đây chính là cái thuật toán của chúng ta đấy. Để tôi nhỏ lại này. Đấy, đây nhé. Đây là thuật toán là gì, là tìm kiếm nhị phân rất là nổi tiếng, mà đối với bất cứ ai làm tin học, giáo viên tin học đều phải học nằm lòng cái thuật toán này vì nó rất là đơn giản. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích thuật toán này. Nhớ lại thuật này là cho chúng ta chia đôi ra và tìm thấy hiệu thì dừng lại, không thấy chúng ta sẽ chia đôi ra, ta tìm ở phần trước và phần sau, bên trái bên phải một cái điểm. Cái điểm giữa đó, cái điểm mid là luôn là cái điểm giữa, cái chỉ số ở giữa cái dãy. Rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích thuật toán nhé, và chúng ta sẽ thấy là thuật toán này thực sự nó nhỏ hơn là thuật toán tìm kiếm tương tự ở trên. Phân tích thuật toán nhé, phân tích thuật toán tìm kiếm nhị phân, tìm kiếm này nhị phân nhé. Đây là phần khó đây, đây là phần khó nữa các bạn đây, các bạn chưa quen cái này mà. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích nhá, xem là như thế nào. Rồi, chúng ta phân tích nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ phân tích trường số nhất thôi, còn không nói trường hợp trung bình hay là trường hợp tốt nhất. Giả sử tôi tìm hết đến tận cuối đi, thì được tính nhất là bao nhiêu? Bây giờ tôi gọi TN là cái thời gian để tính, là cái thời gian để chạy thuật toán trên. Để tôi tính nhé. Cái này để các bạn chú ý nhé. Đây, bây giờ mỗi một vòng lặp của chúng ta thì đây sẽ là một phép so sánh left. Mỗi vòng lặp như vậy, đây là một phép so sánh. Left nhỏ hơn right, đúng không nào? Rồi, tiếp theo nữa là
Thật ra đây là bên trong ở chỗ này này, ở chỗ này này, chúng ta sẽ làm một phát so sánh thôi. Chỗ này là một phát so sánh nữa này. Là hai, đúng không? Và phép gán nữa, phép gán đây này. Phép gán ở chỗ này này. Đấy, chỗ này này, phép gán cái này nữa. Là một nữa. Đấy, trường mà xấu nhất là chúng ta có ba cái phép tính ở trong một vòng lặp. Này, phép lặp tôi chưa biết nhé. Không phải như bài trước là tôi tính cái số vòng lặp ở vào đây tôi không biết là bao nhiêu lặp, và nó sẽ liên tục cho đến khi mà dừng lại, khi mà left lớn hơn right vòng lặp nó dừng lại, khi mà left lớn hơn, tôi chỉ biết là bao nhiêu, tôi chỉ biết là bước vòng lặp như vậy là ba, được chưa? Rồi thế bây giờ tôi làm này, được chưa? Như vậy là tính từ cái tn, được chưa? Thì ở đây tn ở đây bằng như sau: trong mỗi vòng lặp thì nó sẽ lặp lại và nó gọi lại, chính là thuật toán này, đây là vòng lặp này, như vòng lặp của nó nhé, ở đâu bắt đầu bên ngoài là n phần tử. Lặp lần thứ hai vì là biết được chưa đâu ra cho vào lần hai còn n chia hai phần tử thôi. Một vòng lặp thứ ba nữa là n chia bốn, cho nên là mỗi vòng lặp như vậy là nó như sau, là nó sẽ bằng là t n chia hai. Rồi thì bạn thấy nó như là đệ quy, nó như là đệ quy. Chết rồi. Chia 2. Và ở trong vòng lặp như vậy là nó tính, nó có 3 phép tính, có 3 phép tính. À, chia ra cái này nhá, cái thức này rất quan trọng. Đây, cộng 13 nhá, cộng 13. Cái tn thì bằng là tn chia 2 cộng 3. Chúng ta có công thức truy hồi, công thức truy hồi cho cái bài tập này. Về xóa những gì dễ nhé. Chia 2. Đó. Và cái tính trường là t bằng 1. Trường hợp mà t mà chúng ta có một phần tử thôi thì một lần ra ngay. Trên t bằng 1 thì tôi tính nó chỉ là 1. Đây, đây chính là công thức, gọi là công thức truy hồi hay công thức đệ quy để tính thời gian chạy cho cái bài toán này. Các bạn có hiểu không nào? Nhắc lại nhé, chúng ta có cái lọc này. Mỗi vòng lặp như vậy thì cái độ dài n của dãy nó giảm đi một nửa. Và trong một vòng lặp như vậy chúng ta tính 3 lần. Một lần là cái này, hai lần là cái này, và ba lần là phép gán. Vậy chúng ta tính là có đây có 3 lần. 3 lần tính thì suy ra là 3 đơn vị thời gian. Và như vậy chúng ta có cái phép công thức sau đây là tn bằng tn chia 2 cộng 3. Và chúng ta truy hồi xuống tn 1 với t 1 thì bằng 1. Đó, đây là công thức truy hồi. Thì công thức truy hồi này là một trong cách rất hay dùng ở trong các tính toán với thuật toán nhé, rất hay dùng luôn đấy. Mà chúng ta sẽ phải làm quen cái này ở trong cái bài sau nữa, nhưng mà hôm nay chúng ta làm quen lần đầu tiên với nó ở đây nhé. Và bây giờ cùng các bạn chúng ta sẽ đi tìm cái công thức tính cụ thể cái tn này. Rồi chúng ta cùng nhau làm nhé. Cái bài các bạn chỉ khó một tí thôi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tính này. Bây giờ chúng ta xét trường hợp đầu tiên là chúng ta xét trường hợp là n bằng 2 mũ k. N bằng 2 mũ k xem nó là như thế nào nhé. Đây là 2n bằng 2 mũ k nhé. Chúng ta làm này. Tn bằng này, đúng không? Là bằng t này 2 mũ k, đúng không nào? Bây giờ chúng ta theo công thức trên thì thầy gọi công thức này là công thức 2 đi. Trên chưa có công thức nữa là 1 rồi đấy. Đây gọi là 2 đi nhé. Thì là theo công thức 2 thì cái này có phải là bằng là t 2 mũ k trừ 1 cộng 3 không? Mình chúng ta là thay cái này này. Thay lần nữa thì nó phải là bằng là t mũ 2 mũ k trừ 2 cộng với 3 cộng với 3 không? Cái này là sẽ bằng, hay là viết là bằng là t 2 mũ k trừ 2 cộng với 2 mũ 3. Để bằng tiếp tục nhé. Để bằng là t 2 mũ k trừ 3 cộng lần nữa vào đây sẽ là bằng 3 nhân 3. Thấy không nào? Chúng ta suy ra cái này nhé. Tổng quát lên sẽ bằng, cuối cùng ta giải rồi ta sẽ bằng, ta mở cái này ra mãi về sau này thì cùng nó gì? Nó ra là VK bằng giảm xuống khi mà cái này nó bằng bằng
tổng quát nhé. Thì cái này các bạn sẽ bằng là t1 cộng với k nhân với 3. Đấy, qua tôi bằng cái đó. Hay là bằng, ta biết là t1 thì bằng 1 rồi, thì đây nó chỉ bằng, đây chỉ bằng là 3k cộng. Đấy. Vậy chúng ta có một cái công thức rất đơn giản nhé. Là nhắc lại này là t này là của 2k thì bằng là 3k cộng 1. Đấy. Đấy nhá. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau tính tiếp này. Các bạn hiểu không nào? Chúng ta phát triển ra đây mà. Nó bằng là đây 2k đây bằng 2k có trừ 1 cộng 3, 2k cộng 2k trừ 2 cộng 2 nhân 3. K trừ 3 bằng cộng với 3 nhân 3, k trừ 4 nhân với 4 nhân 3 vân vân, và cùng cùng gọi là t1 cộng với k nhân 3. Tổng quát là như vậy. Chính bằng ak 3k cộng 3 là cùng 1. Đây có công này nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xét trường thứ hai là xét trường hợp set n bất kỳ. Bất kỳ. Được chưa? Rồi khi đó chúng ta sẽ tìm k, sẽ tìm k để thỏa mãn điều kiện sau. Điều kiện là 2 mũ k trừ 1 nhỏ hơn bằng n nhỏ hơn bằng 2 mũ k. Đó, thì chúng ta áp dụng cái t nhé. Vậy từ đây suy ra thì đây suy ra là t 2 mũ k trừ 1 nhỏ hơn nó bằng tn nhỏ hơn nó bằng t 2 mũ k. Thấy không nào? Vì là cái hàm thời gian là cái hàm tn thường là hàm nó được tăng, thường nó là tăng nên là nó này nhỏ hơn nó cái theo bên này. Được chưa? Thì bây giờ từ công thức trên, từ công thức này này, công thức này thì gọi là 3 nhé, công thức 3 nhé. Thì suy ra thì cái này nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng là 3k trừ 2. Cái này sẽ bằng là 3k. 3k trừ 1 cộng 1 chỉ là 3k trừ 2 sẽ nhỏ hơn được bằng là tn là nhỏ hơn được bằng là 3k cộng. Cái này là bằng chính cái này này. Áp dụng công thức 3. Cái này là bằng chính cái này. Bây giờ công thức này này, mình sang cái này nhé. Vậy suy ra tn sẽ là nhỏ hơn bằng 3k cộng 1 và lớn hơn bằng 3k trừ 2 nếu mà n nằm trong cái khoảng này. Đúng không nào? Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ suy ra nhé. Vậy như sau này. Bây giờ chúng ta từ cái công thức. Từ cái này này. Chúng ta sẽ suy ra như sau. Đây trường này ta chính là ta lấy loga cơ số 2 cả hai bên. Ta suy ra là k trừ 1. Nhỏ hơn là bằng là loga cơ số 2 của n nhỏ hơn là bằng k. Thấy không nào? Bây giờ chúng ta thay cái này. Thay cái này vào công thức trên. Nha, bây giờ công thức trên này đây là 3 này và đây thì gọi đây là 4 này. Nha, bây giờ thay cái này vào đây. Rồi. Đây này 3k nhé. Đây. Đúng không? Nếu các bạn chỉ có một tí nhé, như vậy làm ở chỗ này nhé. Đây này, đây là đây thì gọi đây là 5 này, mình có điểm 5 nhé. Thì việc viết lại là tn này nhỏ hơn được bằng 3k cộng 1, đúng không nào? Đúng không nào? Mà k đây này, k đây là nhỏ hơn loga n cộng 1. Vậy xưa cái này là nhỏ hơn là 3k. K là bằng loga 2n cộng 1. Cộng 1. Đúng không nào? Đấy. Cộng 1. Đúng không? Cái này là lớn hơn. Đúng không? Đây này. Tn đây thì lớn hơn cái gì? Tn thì lớn hơn cái này, đây lớn hơn cái đây từ 3k trừ 2. Đúng không? Lớn 3k trừ 2. 3k trừ 2. 3k trừ 2 lại lớn hơn hoặc bằng k lên này. Lớn hơn bằng là 3 loga 2n và trừ 2. Vậy tôi suy ra nhé, vậy tôi ra công thức sau đây này. Công thức đây là 3 loga 2n trừ 2 nhỏ hơn bằng tn
nhỏ hơn hoặc bằng là 3 log 2 n cộng 4. Đây là công thức 6. Đấy. Thì cái tính mà toán học nhé. Từ cái công thức 6 này chúng ta suy ra ngay. Suy ra ngay thấp nhất tiệm cận mà trước ta nói rồi chính là như vậy, thì ra là cái tn này nó chính là bằng là ô của log 2 n. Mà các bạn biết rồi là cái log thực ra là log 2 n hay là gì n nữa thì nó hay log 2 hay log 10 n hay là log bất kỳ n là nó, thì cái này nó đều xấp xỉ, nó chính là log n, cho nên người ta gọi chung là log n thôi, không cần thiết phải log cơ số 2, cơ số e, cơ số gì cả. Vậy suy ra ta có chung định lý sao đâu? Định lý tức là cái độ phức tạp của chúng ta chính là bằng là gì, là ô log n. Đây, đây là công thức 7. Công thức mà chúng ta đang cần chứng minh trong buổi học hôm nay đây. Nha, đây là công thức 7. Tức là gì? Tức là thuật toán tìm kiếm nhị phân có độ phức tạp thời gian là log n. Mà các bạn biết log n là nhỏ hơn n. Bạn biết rồi, là chúng ta nhớ hôm trước chúng ta học về các cái thang, các cái bậc thang của tiệm cận, thì đầu tiên là 0,1 là đầu tiên. Sau đó là ô của log n. Sau đó mới là n nhân với log n. Sau đó mới là n bình phương. Sau đó mới là n mũ 3, cứ thế lên. Sau đó bất kỳ là n mũ k là đa thức. Như vậy là cái log n là cái độ phức tạp là nhỏ hẳn đối với n. Bây giờ ở đây dừng lại, nếu mà các bạn muốn thì là, hay là gọi về nhà làm, các bạn thử viết thuật toán tìm kiếm bình thường nhị phân, chúng ta đo thời gian ta thấy ngay là cái độ phức tạp cái thuật toán tìm nhị phân nó có cái độ tốc độ nhanh hẳn, là nhanh nhản là so với thuật toán tìm kiếm bình thường. Đấy, thì như vậy từ đây chúng ta đã thấy biết là chúng ta làm quen với cái khái niệm mà thuật toán tìm kiếm nhị phân là tìm kiếm bình thường thôi, nhưng mà trên cái dãy đã được sắp xếp tăng dần. Và với nhị phân này thì chúng ta thu được một thuật toán mới hơn và nhanh hơn hẳn so với, tức là về mặt cấp độ tiệm cận nhanh hơn hẳn so với thuật toán tìm kiếm bình thường là log là n tính. Còn thứ này nó là logarit của n là nhỏ hơn hẳn so với n nhé. Đấy, các bạn chú ý nhé. Như vậy là cái tìm nhị phân đây là với cái độ phức tạp là như vậy, là tốt hẳn so với n. Khi mà những người làm chương trình làm học bài kinh ý, tìm ra một toán mà nó giảm như vậy thì rất là tốt, là cực tốt rồi, là thấy nhá. Rồi thế bây giờ như vậy chúng ta xong được cái bài toán số 2 hôm nay, là tôi nói về cái bài toán tự nhiên số 2. Bây giờ chúng ta sang cái bài toán tiếp theo, chúng ta làm qua mong muốn là một với một vài bài thôi, thì chúng ta hình dung là như vậy nhé. Đây thì bây giờ tôi cũng là tìm kiếm tuần tự, nhưng mà ở một bài toán khác rất là nổi tiếng, thì đặt tên là một bài nổi tiếng, gọi là cái bài toán là tìm sâu con, hay là bài toán nó là khớp sâu. Bài toán là rất nổi tiếng, nhưng mà các bạn mà tra trên mạng các bạn thấy có từ là string matching, một trong những cái bài toán nổi tiếng của đăng tin. Và bây giờ người ta vẫn đang tiếp tục người ta làm tìm kiếm, thì ở trên mạng ta tìm kiếm trên mạng đấy, các bạn thấy là ta tìm kiếm rất nhanh đúng không nhỉ? Bấm dòng chữ thôi là trong một tích tắc thôi là nó ra hàng triệu cái tìm kiếm. Thì người ta có phải dùng thuật toán này là ta khớp sâu, tức là tôi tìm kiếm một câu gì đó và nó ra rất nhanh. Đây tôi thử cho bạn xem luôn trên này nhé. Đây, tìm kiếm như là string matching là cái bài toán đó nhé. Và ta chỉ bấm enter, trong tích tắc là nó ra là bao nhiêu, là 282 triệu kết quả. Thấy không nào? Thì nó sẽ tìm kiếm tất cả những cái từ nào có trên internet mà nó chứa cái chữ này. Nó mà là tìm kiếm tất cả các sâu ký tự mà nó có, mà nó chứa một sâu con là string matching. Thì như vậy là đây là tìm kiếm sâu con. Và trong tin học thì nó có cái từ là nó gọi là khớp sâu.
khớp sâu rất nổi tiếng trong rất nhiều mặt khác nhau. Ví dụ trong cái bài toán về sinh học cần tìm kiếm gen di truyền của ai đó, thì tìm kiếm cái bài trong cái bài toán mà mô tả gen ấy, người ta cái này ta dùng rất là nhiều trong khớp sâu. Thì bây giờ tôi cũng như tôi chỉ mô tả dạng rất đơn giản thôi, dạng mà toán tìm kiếm khớp sâu tuần tự đơn giản. Nhưng mà các bạn thấy là cái đây là một toán rất nổi tiếng và hiện nay người ta vẫn đang tiếp tục phát triển để tìm được toán là tốt hơn nữa. Không phải là bình thường nó là việc là tư tính thôi, nhưng mà ta muốn nó nhỏ hơn tư tính log n chẳng hạn thì cũng tìm được không. Thì đây là bài toán rất là nổi tiếng như thế này nhé. Đây bài toán tôi làm là rất đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta có một cái như thế này, bài toán như sau này. Bài toán được mô tả như sau nhé, rất đơn giản thôi nhé. Cho một cái bảng chữ cái bất kỳ, bảng chữ cái bất kỳ, hay ví dụ như là sigma chẳng hạn, nó có thể bằng cái chữ cái như là a này, b này, c, bình thường nó là bằng cái chữ Anh chẳng hạn, là a b c d z chẳng hạn nhé. Thế bây giờ cho cái mảng dãy t 1, 2, 1, 2, 3 cho đến n là dãy n phần tử thuộc cái bảng chữ cái sigma nhé. Thì đây là cái sâu mà chúng ta sâu gốc mà chúng ta cần, đối tượng chúng ta cần tìm. Còn p là 1, 2, m m đây là nhỏ nên là m là cái mẫu cần tìm. Cái t là một dãy là cái cấu trúc gen của một con người chẳng hạn, và p là một cái cấu trúc gen của một con virus nào đó chẳng hạn, thì nhà tìm xong là trong cái tế bào con người đó nó có cái mẫu virus của con này không, thì phải đưa vào và tìm được chưa. Thế cần tìm như sau này, nói chung cái mẫu là p nhé, đây p tên là phân tử và p là m phân tử, và bây giờ chúng ta cần phải tìm như sau. Chúng ta phải tìm được gì? Chúng ta phải tìm được đề bài là tìm xem là P có nằm trong T hay không. Có thì chỉ ra cái vị trí GS nào đó nhé, mà không nhỏ hơn bằng S, nhỏ hơn bằng là N trừ M, mà sao cho gì, cho là cái dãy T S cộng 1 S cộng 2 S cộng M bằng P 1 2 m. Đó. Thì đây là cái bài toán gọi bài toán là khớp sâu rất là nổi tiếng chưa. Đối với trường của phổ thông cấp 2, cấp 3 thì nó rất là bài toán tìm kiếm nhị phân, tìm kiếm tuần tự đơn giản, mà đối với bài toán thực tế là nó rất là hay. Ví dụ là khi thông thường các bạn biết là trong tế bào con người cái dãy này dãy ADN nó có hàng tỷ cái phân tử như vậy, thì làm sao mà tìm được các cái mẫu như này, thì rất là khó lên để làm sao mà có thể mà tìm được chưa. Đây là cái p sẽ bằng từ 1 đến m là cái gì cần tìm mà tìm vị trí f gì, là P nó có nằm trong T hay không. Nôm na là hay chúng ta hiểu nôm na là gì, giả sử T là một sâu, nôm na nhé, cho dễ hiểu này, là nôm na này. Không, ý em ấy là P nó bằng nó trong khoảng từ 1 m là cái gì nữa, đó xong là cái gì nữa,
Đâu chỗ nào bên, ở bên này nhá, chỗ này nhá. Vâng, không cái phần P ấy. Đâu chỗ nào? Cái sau sau cái chữ sau cái chữ T ấy à? P nào, P gì? P nó trong khoảng từ 1 đến M ấy à? Ừ, là mẫu con tim. Đây gì? Đây là mẫu con tim. Đúng không nào? Đây là dãy ban đầu, dãy gốc đúng không? Dãy này phần thử gốc nhá. Đây dãy cần tìm. Tìm xong cho là trong dãy gốc có cái mẫu này không? Đấy. Nôm na thì là kiểm tra xem sâu P có nằm trong sâu T hay không. Đấy, nôm na trong cái ngôn ngữ của cái của chúng ta. Thì trong lập trình của chúng ta là thực chất có sẵn cái hàm này rồi, cái hàm là kiểm tra xem là một số này có nằm trong sâu P hay không, nó có sẵn rồi. Hoặc chúng ta có thể lập trình rất đơn giản để tôi mô tả lập trình đó. Nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà để thấy các bạn đây là bài toán rất là bài toán rất là phức tạp và rất là hay, mà bài toán rất là nổi tiếng luôn, rất nổi tiếng. Cái này nó có rất nhiều thuật toán khác nhau để giảm được cái toán mà tôi vừa nói, sắp đến tôi sẽ nói nhé. Rồi bây giờ tôi mô tả cái cách làm thuật toán tự nhiên hay là toán châu bò nhé, gọi là thuật toán tự nhiên. Giải cái bài toán là string matching nhé, string matching. Đầu vào cái này nó có hai biến là biến T và biến P, được chưa? Hai biến T và P. Đó. Chưa. Rồi tôi làm như sau, bây giờ tôi mô tả ngay ở đây, mình đang rất đơn giản, vì chúng ta thấy là đối với chúng ta hiểu T là một cái dãy tuần tự, P là cũng là tuần tự, là một dãy làm hay là một cái sâu. Sâu mà sâu đó là một dãy. Thì vì tình thế này là đơn giản, và cách giải cũng rất đơn giản nhé. Rồi tôi làm như sau, tôi đặt n bằng độ dài bằng length t đúng không, và m bằng length p đó. Và chúng ta cũng coi như là các cái dãy này là đánh số từ 1 trở đi nhé. Rồi, thế thì chúng ta làm như sau. Thì chúng ta đặt cái biến này S for S bằng 0 to N trừ M nhé. Sau đó cho nó kiểm tra. Chúng ta kiểm tra nếu mà G, đặt chúng ta G bằng 1 và YG nhỏ hơn là bằng M N T S cộng G bằng P G, thì ta tăng G lên một đơn vị, G bằng G cộng 1 nhé. Đó, ở đây nhé, ở đây là cho đó đây là if G mà bằng M cộng 1 tức là ta tất cả bằng hết ấy. Thì ta return S. Còn ngược lại nó không tìm thấy, trên chúng ta return trừ 1 nhất hơn trừ 1. Đây là thuật toán tìm kiếm tự nhiên của bài toán khớp sâu rất là nổi tiếng. Chúng ta cho S chạy từ 0 đến N trừ M, và với mỗi S của chúng ta chạy một vòng lặp thứ hai nữa lồng trong này, cho G chạy từ 1 vòng lặp kiểm tra liên tục và từ 1 cho đến nhỏ lên M thì thôi, G từ 1 đến nhỏ lên M thì thôi. Nhưng mà nếu hai cái này bằng nhau tăng đi tiếp, tăng lên, nếu mà đi đến hết thì là return chính S là phần tử cần tìm, chỉ số cần tìm. Còn nếu không thì nếu không tất cả công trình này mà không thấy thì chúng ta trả lại là trừ 1 ở đây. Được chưa? Rồi chúng ta cùng nhau phân tích nhé, xem toán này là chúng ta có đó là bao nhiêu. Dễ thôi, chúng ta phân tích trường hợp xấu nhất thôi. Trường hợp xấu nhất nhé. Không tìm trường hợp tốt nhất. Để mặc định tất cả toán được tính trường hợp xấu nhất. Được chưa? Rồi.
tại cái vòng lặp đầu tiên này, số vòng lặp của nó là n trừ m cộng một lần, cộng một lần. Ở cái vòng lặp này, vòng lặp thứ hai này là số vòng lặp là m lần, m lần, được chưa? Đấy. Và ở đây thì cho tính hồi tính chỗ này là tính một lần, đúng không? Thì qua một lần này, chỗ này là không, chỗ này không tính, chỗ này là một, vẫn là một lần, chỗ này là một lần thôi, chỗ này là một, vẫn là m thôi. Đấy. Còn cái chỗ này này, chỗ này cũng tính là một lần, một lần. Được chưa? Như vậy tất cả là như sau, tất cả của nó là như này, tất cả đồ phức tạp của nó là tính ra là bằng là n trừ m cộng một, đúng không, và nhân với m lần. Hai cái này nó có thể là tính bằng chữ là ô lớn của m nhân n. Thực ra nếu mà m mà là m là một hằng số thì nó chính là o n, nhưng m mà càng lớn m sắp xỉ n thì nó chính là n, là n bình phương. Như vậy cái này là cái thứ này là nó nằm ở giữa o n và o n bình phương, nằm đó ở giữa đây, tùy thuộc giá trị m này này. Thì cái bài toán này là người ta đang vẫn đang phát triển tiếp để làm sao cho nó giảm bớt được hơn nữa. Hiện nay nó có rất nhiều trường hợp khác nhau là cần phải giảm bớt cái bài toán này xuống, nó nằm trong cái phần khác nhé. Thì nó như vậy thôi, thì chúng ta biết nhé. Rồi, đó là cái bài toán tiếp theo. Tiếp theo, bây giờ tôi sẽ nói sang phần tiếp theo. Bây giờ tôi sẽ mô tả cho các bạn lại các cái toán sắp xếp nhé. Tức là sang cái phần là 2 năm của chương trình hôm nay nhé. Hôm nay chúng ta học được khá nhiều là các thuật toán sắp xếp đơn giản. Các thuật toán xếp đơn giản này cũng được coi được liệt vào cái nhóm là thuật toán xếp tự nhiên hay là châu bò. Tự nhiên ai cũng phải biết. Và đây tôi sẽ mô tả cho các bạn là ngoài cái thuật toán sắp xếp chèn đã biết rồi từ hôm trước, thì chúng ta học thêm hai thuật toán nữa, một cái tổ hợp ba thuật toán sắp xếp đơn giản. Thì theo tôi biết là trong chương trình tin học ba thuật này là được đưa vào trong chương trình lớp 6 đấy, 6 khóa học. Mặc dù có độ rất đơn giản, tôi nhắc lại nhé. À, đây là một là sắp xếp chèn. Đã biết rồi, thì tôi nhắc lại. Hai là thuật toán gọi là sắp xếp chọn. Ba là sắp xếp nổi bọt. Ba cái này đều có ý nghĩa thực tế rất là lớn và là rất tự nhiên. Tức là thật sự các bạn là giáo viên, các bạn này các bạn phải xếp học sinh, bây giờ các bạn xếp hàng buổi sáng, xếp hàng chào cờ, xếp học sinh, đúng không? Thì xếp các em là xếp thấp lên trước, cao về xuống phía dưới. Nhưng mà học sinh nó cứ lẫn lộn, nó lung tung, không tự xếp được thì chúng ta sẽ phải xuống để sắp xếp bằng tay phía dưới. Thì chính ba cái này là ba cái chúng ta có thể làm được. Nhưng thì trên tiếng Anh nó gọi là insertion sort. Các bạn tra cứu tiếng Anh thì anh thấy ngay. Sắp xếp chọn nó gọi là selection sort. Còn kia nổi bọt thì nó là bắt buộc sort. Là cái thuật toán cũng rất là đơn giản nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta nhắc lại một chút cả ba cái này một tí nhé. Nhắc lại lần trước tôi buổi các bạn là cái sắp xếp chèn, là cái sắp xếp mà vì sao người ta hay đưa nó vào, người ta hay đưa nó vào cái ví dụ, là vì không chắc nhắc gọi là sắp xếp chèn nó có hay là gì, là trường hợp tốt nhất
là nó chỉ có giới tính thôi, n nó chỉ là tuyến tính thôi. Còn trường hợp trung bình và xấu thì nó là n bình phương. Sắp xếp tràng. Được chưa? Thì nó chỉ là như này này. Ý tưởng của nó là chúng ta có một cái dãy học sinh A1, A2, vân vân đúng không? AI AN. Ôi giời, AN nhé. Chúng ta lần lượt đi từ đầu đến cuối nhé. Và đến AI này chúng ta sẽ sắp xếp chèn nó vào một phần tử đúng ở phía trước đó, chèn nó vào. Cho nên gọi là chèn là vì thế chúng ta đi đây chúng ta đây về chúng ta đây này giờ đây là chúng ta là giáo viên nhé. Thì bây giờ các bạn giáo viên đi đầu đến cuối thấy mà gặp mà đầu tiên thầy hàng sao thế xếp hàng em bé số 2 này xếp nó vào vị trí nếu A hai nhỏ A một ta đưa lên trước xuống đến A ba ta chèn nó vào phần tử ở giữa A một và A hai hay nào đó và cứ như vậy đến AI lại là chèn nó vào giả sử nhất lý giả sử như này giả sử đến vị trí như này 1, 3, 5, 8 xong tới đây là 4 gì nữa đúng không? Chúng ta đang ở đây này nhé, chúng ta đang ở đây nhé, đang ở đây thì tới đây thì chúng ta đã xếp ở đây đã xếp xong rồi chuẩn rồi. Đó, thì bạn nhìn thấy các bạn sẽ chuyển cái em bé này vào vị trí này là xong. Đó, là xong. Chuyển này đi tới đâu chèn tới đó. Vậy là cách này là cách như sau, là giáo viên chúng ta sẽ đi dọc đầu đến cuối, đi tới đâu chúng ta chèn vị trí em đó vào phía trước cho đúng đắn là được. Thì chúng ta có sát một chút, chúng ta có sát ở phía trên này thôi, chúng ta hướng phía trên và khi chúng ta đi về đến cuối là xong. Đó, đây là cái bộ trước ta đã làm này rồi đúng không, đã làm cái thuật toán xếp này rồi, chèn rồi nhé. Bây giờ tôi mô tả sang thuật toán thứ hai là thuật toán sắp xếp chọn. Cũng làm cái rất là nhanh là như sau nhé. Chúng ta sẽ đi đầu đến cuối A1, A2, AI và đây là AI cộng 1 cho đây là AN. Thì chúng ta không nhìn vào vị trí trước, nhìn vị sau nhé. Và chúng ta tìm ra một em bé ở đây là thấp nhất, AK là bé nhất và chúng ta đổi chỗ cho cái anh này. Cho anh này. Và đi tiếp. Đi tới đâu là chúng ta tìm ra cái phần tử bé nhất, tìm cái phần tử nhỏ nhất của AI cộng 1 AN, chọn ra, thì là đúng, dùng từ chọn chính xác hơn. Chính xác có từ chọn mà, chọn AK và thay được vào vị trí AI và đi một vòng là xong, đi một vòng là xong. Đấy, thì đó là chỉ là cái chọn, nhé. Rất là nhanh. Và cuối cùng là ba là nổi bọt. Nổi bọt là như sau, ý tưởng của nó thì là nổi bọt, ý tưởng của nó là chỉ so sánh hai, chỉ so sánh hai em liền nhau. Nếu mà không đúng thì đổi chỗ. Đổi chỗ. Còn đúng thì thôi. Cứ hai em liền nhau thì làm. Thì khi nào dùng cái này? Ví dụ như này nhé. Ví dụ chúng ta cần có xếp dãy rất là dài, chúng ta không thể nào chúng ta quan sát được từ đầu đến cuối rất là dài. Ví dụ như vậy chúng ta có lớp chúng ta hàng trăm em. Thì không thể nào chúng ta đi từ đầu đến cuối, rất mất thời gian lắm. Thì các bạn chỉ hô là như các em là chú ý là em nào mà thấy bạn mình đứng trước mình cao, mình ta thay đổi chỗ cho bạn đó. Cứ như vậy liên tục. Đổi chỗ liên tục cho đến khi nào mà dừng thì thôi. Khi nào mà tất cả mọi người đều nhìn thấy trước mình thấp hơn thì ta dừng lại. Còn cứ em nào mà thấy trước bạn mình có em bé, có em lớn mình ấy, thì ta đổi chỗ luôn cho người đó. Thì đó chính là cái mềm bọt. Rồi thì bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn chi tiết hơn cái ba cái này nhé, chi tiết hơn cái để chúng ta hình dung. Nhưng mà bây giờ chúng ta bắt đầu mô tả
cứ nói chi tiết nhé. À, một này, một là cái thuật toán làm thuật toán sắp xếp chèn là như sau này. Chúng ta sẽ cần một vòng for thôi, for i bằng 2 to n, và sau ta sẽ chèn ai vào đúng vị trí, vào đúng vị trí của dãy a1, a2, a y trừ một, y trừ một. Đó. Đây thì đó chính là đây là cái chèn. Bạn nhớ lại cái chèn đúng không? Đấy. Và cái cụ thể là như sau này, bây giờ tôi viết lại cái chèn nhé. Viết lại cái chỗ này chèn. Thì như vậy với cái thuật toán chèn ta viết lại như sau này. Đấy, chèn như này nhé, tại vì tôi viết lại này, tôi viết lại cho nó chính xác cái thuật toán chèn. Chính xác hơn nhé. Chèn này. Đây nhé. Tôi vẫn là trên này đây. Đây nhé. For này. For y bằng 2 đúng không? To n. Úi dồi, nó bị sao nhỉ? Cái bị như này, bút này nó không ăn, nó kém n, được chưa? Rồi sau chúng ta đặt là g bằng y, sau đó chúng ta là cái lệnh là chuyển dần xuống này, oi g lớn hơn một n a g nhỏ hơn a g trừ một, thì chúng ta đổi chỗ. Đổi chỗ a g trừ một, chúng ta cho chuyển g bằng g trừ một. Thế lúc trước đấy là rồi. Đây chính là thuật toán chèn nhá. Và trước chúng ta chung rằng thuật toán này chính là độ phức tạp của nó chính là ON bình phương, còn ON bình phương nhá. Rồi thế bây giờ thầy sẽ bây giờ tôi cùng nhau tôi sẽ làm lại cái thuật toán là selection nhá. Hai là thuật toán chọn, rất đơn giản thôi, không có gì nhá. Đây viết lại thật cẩn thận này. Đây là select này, selection sort này, sort này đúng không? Là chúng ta đây là cái đầu bảng của chúng ta là cái dãy A này đúng không nào? Rồi thì làm như sau nhé. Đây này, đây là n sẽ bằng là length a nhé. Rồi chúng ta sẽ lập này, for i bằng một to n trừ một nhé. Thì từ a đến an chúng ta sẽ tìm ra phần tử min. Thì bên đó tôi sẽ ký hiệu là tôi dùng gọi là y min. Y min này. Đầu tiên tôi đặt một y này. Nhé. Và giá trị v min. V min. Tôi đặt bằng ai. Đấy. Sau đó tôi for g bằng y to n, mà thuật là if kiểm tra tìm từ amin nhé. V if ag mà nhỏ hơn hẳn v min, v min là cái giá trị min đấy, thì
chúng ta sẽ đặt lại là V min bằng AG và Y min bằng Y. Và hết cái vòng vòng for này thì chúng ta sẽ đổi chỗ. Cái này, này. Ngang cái for là nhé, chúng ta đổi chỗ. Đổi chỗ. A, Y và A Y min. Đây chính là cái toán chọn. Chúng ta có thể chứng minh được ngay chúng ta về đây nó có hai, nó hàm lọc nhau này. Và nó toán này là toán này có thể chứng minh là cả ba trường hợp tốt nhất, trung bình và xấu nhất đều là O là bình phương hết nhé. Cái này các bạn mình nhà tự chứng minh lấy nhé. Từ cái này chúng ta chứng minh cái tính toán hiệu cái TN và chúng ta sẽ tìm ra được nó chính là O N bình phương. Rồi bây giờ tôi mô tả cuối cùng là mô tả sang cái thuật toán là sắp xếp và mẻ bọt nhé. Và cuối cùng là ba tôi viết nhanh thôi. Là sắp xếp mẻ bọt. Cái này nhớ lại là học sinh lớp 6 được học này nhé. Không phải không, nhưng mà lớp 6 thì học sinh học thì lớp 6 thì không cần thiết phải mô tả bằng pseudo code như này, mà lớp 6 thì là Unicode là mô tả bằng tay cho chiếc cơ số A1234 là mô tả bằng tay, nhưng mà đây là cái toán chính cần phải biết. Và đến lớp 11 thì cái này sẽ được học lại một cách rất là bài bản nhé. Thì cái toán đề một này là nó như sau, là cái đổi hai thằng đổi hai số ở liền nhau, nhưng mà đổi như nào thì thực ra nó có bốn cách liền, bốn cách như sau nhé. Thì tôi nói luôn này, viết ra và tôi sẽ làm luôn này, nó là bắt bột sót nhé, bắt bột sót a này nhé. Thì đây là viết là n bằng length. Nó có hai vòng lặp lồng vào nhau, thì có thể hai vòng đó là như sau, có thể là một thằng bên phải sang một thằng bên trái vào, thì chúng ta có làm một thằng từ bên trái sang thằng từ bên phải vào. Thì đây tôi có thể có bốn cách, thì đây tôi mô tả một cách nhé. Cách nhất là cả hai vòng lặp đều từ bên trái sang, thì như này. Vòng lặp nhất là for y bằng một tu n trừ một. Vòng lặp thứ hai lồng vào trong là for g bằng một từ bên trái sang tu n trừ y. Vì sao lại n trừ y? Vì là vòng lặp sau nó không còn đến tận cuối, mà cứ mỗi lần vòng lặp mà hết thì nó sẽ chuyển ra về cuối. Thế ra chỉ cần vòng lặp thứ hai chỉ cần là n trừ một, vòng thứ ba là n trừ hai, tùy ý ở đây nhé. Các bạn cứ kiểm tra đến ngay nhé. Đây là kiểm tra này, if này AG mà lớn hơn AG cộng 1, tôi chỉ so sánh hai thằng bên cạnh nhau thôi, thì đổi chỗ. Đổi chỗ AG. Phải. AG cộng 1. Thì đây là cái vòng lặp thứ nhất nhé, vòng lặp ngoài cùng này cũng là từ bên trái sang, vòng thứ hai cũng từ bên trái sang, và thấy thấy là bên đó hai vòng lặp lồng vào nhau, cho nên nó chắc nó là O là bình phương rồi nhé. Như vậy là cái robot này nó có bốn trường hợp, nó có bốn phương án để chúng ta thử nghiệm. Bốn phương án nhé. Phương án một nhỏ là vòng lặp đầu tiên là ở bên trái sang, lặp thứ hai ở bên trái sang. Cách thứ hai là vòng lặp thứ nhất ở bên phải sang, vòng lặp thứ hai là
lọc thứ nhất ở bên lọc thứ nhất. Lọc thứ nhất ở bên trái xong, lọc thứ hai ở bên phải xong. Đấy. Thứ ba là vòng lọc thứ nhất ở bên phải sang, vòng lọc thứ hai ở bên trái sang, thứ hai cũng ở bên và cái thứ tư vòng lọc thứ nhất ở bên phải sang, vòng lọc thứ hai ở bên trái sang. Chúng ta cùng nhau chúng ta tìm hiểu cái này. Cái này các bạn là về nhà làm nhé, mà về nhà chúng ta làm cái này. Chúng ta và chúng ta thử nghiệm là các bạn chạy thử cả bốn toán này ở trên trên Python nhé. Mình đây tôi luôn là đây là hôm nay chúng ta hết giờ rồi. Đây tôi đi bài tập về nhà này. Tập về nhà là như sau, là chúng ta một là chúng ta viết tiếp này. Tiếp cả bốn phương án. Bốn phương án cho sắp xếp để một. Xếp để một là cho chú ý là luôn có hai một lọc lồng vào nhau. Và luôn sánh hai một tử ở cạnh nhau thôi. Và bài thứ hai là chúng ta cài đặt tất cả các phần toán của chúng ta nhé, tất cả các phần toán sắp xếp này, đã học rồi đúng không, sắp xếp này, tìm kiếm này, tìm kiếm nhị phân này, tìm kiếm tương tự và tìm kiếm nhị phân nhé. Trên lập trình trên Python chẳng hạn, lấy ví dụ mà chúng ta phải tính thời gian xem là cái nó đúng là nó đúng như là cái ý tưởng mà tôi nói là mà chúng ta tính toán ở đây không, tức là toán như chúng ta phải chứng minh là toán bằng tính bằng thời gian đấy, là tìm kiếm như phân nhanh hẳn tìm kiếm bình thường tìm tuần tự nhé. Đó, chúng ta bắt đầu về nhà nhé. Hôm nay chúng ta là kết thúc kia mà thì tôi dùng lại một chút, tôi mô tả một chút kia, nhưng mà chúng ta có cái bảng sau đây này. Được, quay lại tôi một chút, có một cái bảng để chúng ta hình dung được nhé. Một cái bảng chúng ta tạm thời tổng kết. Nhé. Tạm thời kết 3 toán mà chúng ta đã biết. Nhé. Ở đây là trường hợp tốt nhất này. Đây là trung bình này. Và đây là xấu nhất này. Nhé. Một là sắp xếp chèn, hai là sắp xếp chọn, ba là sắp xếp nhảy bọt nhé. Đây là sắp xếp nhé. Thì trường tốt nhất sắp xếp chèn ta biết rồi là không n, chúng ta chứng minh được từ hôm trước. Còn trung bình ở đây là ON bình phương, cái này là ON bình phương. Còn hai anh chọn và anh để bọn này đều ở nơi bình phương hết. O N bình phương nhé. Đây là O N bình phương. O N bình phương. O N bình phương. Đây là O N bình phương. Đó. Đấy, đây là sau cái buổi hôm nay chúng ta đã biết được cái bảng này. Nhưng để mô tả với bạn là cái thuật toán sắp xếp đơn giản nhất mà chúng ta đã biết nhé. Bạn biết không là riêng sắp xếp thôi, dãy số thôi, nó có hàng trăm toán khác nhau. Rất nhiều các bạn lên mạng, các bạn tra cứu, các bạn thấy nó có hàng trăm toán khác nhau và có toán rất là tốt hơn là toán ở đây. Thì chúng ta trong cái bài tiếp theo, các cái chương tiếp theo chúng ta sẽ học những toán tốt hơn là hôm nay nhé. Hôm nay là đây là thuật toán là đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, người ta gọi là thuật toán châu bò. Thôi chúng ta dừng ở đây nhé.
dừng ở đây và hôm nay quá giờ rồi. Em chào thầy ạ. Chào các bạn nhé. Chào thầy ạ. Thầy ạ. Em chào thầy ạ.